Ờ, chị đang làm, đang em. Ý là định qua, ý là chị đang mong mình mua đồ Tân An đó Ừ, đúng rồi, nhưng mà khó ăn tiếng nữa, em qua được không? hả? Tiếng là mới chị từng đóng đánh hả? Rồi Dưới ok kia chị. vắng rồi. Mà họ đang hỏi gì lo mà. Thế là nhắn tin không tự biết rồi. Dưới kia coi mình ra rảnh rồi. Hồi sáng sớm á cà ly hai con bé nó cũng mà dưới nó chạy lên nó do gọi điện kêu thâu đông quá em chạy lên đây giùm chị. Là chiều nay dưới nó không có khách luôn. Đứa hơi xa gần xíu. Gần xíu. Hơi đau. Muốn hơi lì. Alo. Chị ơi, 4:30 đi mình còn mổ không chị? Còn em. Dạ.
rửa người áo xanh trước, nằm vô trước, cho cái giường nằm giường kia dọn chỗ này đi. Alo. Chị ơi, em ở dưới nên là cửa đóng rồi chị. Rồi, chị xuống chờ đây. Thank you.